cả mọi người, mình tên là Huỳnh Minh Hiếu. Tuần này mình sẽ vào vai một nhân vật là một bác sĩ ma điên và ám một cô y tá thực tập. Hiện tại em thấy bản thân của mình thay đổi rất là nhiều. Sau hơn 2 tháng thì em đã giảm gần 40kg, cho nên hiện tại em thấy mình rất là khỏe hơn, nhẹ nhàng hơn và rất là xinh trai hơn trước kia rất là nhiều. Các bạn ơi, hãy nhớ đón xem phần thi của mình trong chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân tuần này nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thanh Huyền. Hôm nay mình quay trở lại với Bước Nhảy Ngàn Cân tập 9 của mùa 3. Thì trong tập này mình được hóa thân thành hai nhân vật. Khi được diễn chung với bé Ngọc Diệp thì mình là được hóa thân thành mụ phù thủy độc ác trong phim 101 Chú Chó Đốm. Mụ phù thủy độc ác luôn luôn rình rập để bắt những chú chó đốm bé nhỏ để có thể lột da và dùng những mảnh da xinh đẹp đó để tạo những áo, thành những cái áo khoác mà mụ ta rất là thích thú. Nên là cái lần này nhân vật của mình là phải thể hiện làm sao cho vừa đúng vai nhân vật là một người rất là ác độc, cũng như là phải thể hiện được sự vui nhộn, sôi động để đúng tinh thần là nhảy cùng với các bé trong cái mùa cái tập 9 lần này. Và cái ở phần 2 thì mình là được ở phần 2 của chương trình tập 9 hôm nay thì là một chủ đề về đêm kinh dị. Thì nó là một điều rất là thật sự là một đêm mà dành cho tất cả quý vị khán giả mà đều rất là đáng sợ và là vô cùng kinh dị. Trong phần 2 của Bước Nhảy Ngàn Cân tập 9 lần này thì mình đóng một con ma mà vô cùng quen thuộc với tất cả các khán giả màn ảnh nhỏ. Nó là sự kết hợp giữa bộ phim The Ring và bộ phim Ma 10 của Việt Nam. Nên là thật sự là một cái hình tượng và cũng như là hóa trang rất là kinh dị. Và đó là một nỗi ám ảnh của tất cả những ai yêu màn ảnh cũng như là yêu phim kinh dị. Nên mình cũng hy vọng rằng là mình sẽ có thể hóa thân và nhập vai thật tốt để có thể mang đến được bài nhảy tốt nhất, cũng như là mang đến được nỗi sợ hãi kinh hoàng cho khán giả. Bạn, mình là Quang Duy và số phát sóng này là số thứ 9. Và sau 9 tuần thì tuần này mình sẽ hóa thân thành một người khảo cổ đi đi tìm những dấu vết và những cái cổ vật ngày xưa. Và tình cờ bị lạc vào trong một căn phòng có nhốt xác ướp mumi. Và mumi đấy muốn giết mình và mình đã đấu tranh với mumi. Và cuối cùng là xác ướp mumi vẫn chiếm được thân xác của mình. Đây sẽ là một động tác của mình sau khi mà đứng trước một cô gái rất là đẹp. Hai tháng vừa rồi đối với em thì khá vất vả. Tại vì là vừa phải thay đổi chế độ ăn, luyện tập hàng ngày thường xuyên và trải qua những thử thách của chương trình. Nhưng mà em cảm thấy vui khi mà đổi lại em được một ngoại hình đến bây giờ thì là cũng gần giống như là những người bình thường. Em cảm thấy vui vì là mình đã vượt qua được chính bản thân mình và làm được những cái điều chưa bao giờ em làm được. Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân mùa 3 năm 2017. Sau 2 tuần tập luyện thì
hôm nay là một cái đêm diễn nó rất là đặc biệt đối với chương trình, đó là hôm nay thì tụi mình sẽ ngoài là bài nhảy với Biên Đạo thì còn bài nhảy với các bé thiếu nhi, thì đó là một điểm nhấn cho chương trình. Thì sau 2 tuần tập luyện thì đối với cái tập chính tuần này thì rất là căng thẳng, tại vì tụi mình vừa phải tập bài nhảy với Biên Đạo mà vừa phải tập bài nhảy với lại các bé, mà cái khoảng thời gian nó rất là ít, chỉ khoảng có một ngày để tập với Biên Đạo và một ngày để tập với các bé thôi. Và tới ngày hôm sau thì tụi mình phải duyệt bài và chuốt dáng rồi rồi những ngày khác là để dành để đi quay nữa, cho nên là nó rất là cận và căng thẳng. Thì ngoài ra tụi mình phải sắp xếp cái thời gian giữa tập và cái việc giảm cân nó phải khoa học, để mà vừa có thể giảm được cân mà vừa có thể là tập và nhớ bài một cách tốt nhất. Tối nay thì với phần trình diễn với các bé thiếu nhi thì mình sẽ hóa thân thành một bà tiên độc ác trong truyện, đó là Maleficent. Nhưng mà trong tiết mục của mình thì Maleficent không có độc ác, mà là Maleficent là một người hiền. Mà nếu mà các bạn có xem phần 2 của truyện Maleficent thì Maleficent là một con người, thật sự là một con người rất hiền. Và khi mình nhảy với bé thì khi mà thấy bé đói bụng thì mình sẽ cảm thấy là ồ tội nghiệp quá, và mình sẽ cho bé đồ ăn cũng như là vui đùa với bé. Còn về phần kinh dị, phần thứ hai là phần kinh dị nhảy với Biên Đạo của mình là anh Phước Ly, thì mình sẽ hóa thân thành một nhân vật mà rất nổi tiếng trong rạp gần đây mà các bạn hay xem, đó là nhân vật chú hề ma quái trong phim X. Xin chào khán giả của Bước Nhảy Ngàn Cân, thì hôm nay cũng là tập 9 rồi. Thì qua một chặng đường thì từng đêm thì sẽ có những cái phần trình diễn, phần dự thi hấp dẫn hơn. Thì đến đây tập 9 lần này á, thì mỗi thí sinh đó là sẽ nhảy đến 2 bài, một bài làm với Kid, một bài làm với Biên Đạo của mình. Thì bài với Kid đó, chủ đề của tập này là về xứ sở thần tiên. Thì mình hóa thân thành một nhân vật mà hầu như trẻ em nào cũng biết, đó là nàng Bạch Tuyết. Mà mấy Biên Đạo nhảy Biên Đạo của mình thì hóa thân thành một đêm kinh dị, mà thì mình sẽ hóa thân thành một con ma, nhưng mà nó sẽ rất là nhiều bí ẩn và bất ngờ cho tiết mục này, nên mọi người hãy đón xem nhé.